Bộ Giao thông Vận tải vừa phản hồi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến vị trí xây cầu Mễ Sở thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất về nguyên tắc vị trí xây cầu Mễ Sở theo phương án đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể, cầu Mễ Sở vượt sông Hồng được thống nhất xây dựng trên hướng tuyến vành đai 4 thuộc địa phận Hưng Yên, cách trạm bơm Hồng Vân khoảng 600m về phía hạ lưu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa cho biết địa phương này đang tập trung triển khai các giải pháp cụ thể, hiệu quả, nỗ lực thực hiện đạt kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm này. Theo đó, tỉnh Kiên Giang sẽ rà soát cắt giảm các dự án nhỏ lẻ, không hiệu quả, chậm thủ tục đầu tư, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và từ các dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư sang các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư đúng theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có văn bản hỏa tốc gửi các sở ngành địa phương, ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh về việc tăng cường thực hiện và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, các chương trình, dự án thuộc danh mục khởi công mới năm nay để sớm khởi công các dự án. Nếu hết tháng 9 năm nay, dự án nào chưa khởi công mới thì Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đưa ra khỏi danh mục khởi công mới năm nay. Thanh tra tỉnh Bình Định vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm, thiếu sót trong việc thi công xây dựng gói thầu làm đường Hoàng Văn Thụ nối dài ở nội thành thành phố Quy Nhơn, gây thất thoát hơn 4,7 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Theo thanh tra tỉnh, chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, cơ quan thẩm định và các đơn vị liên quan đã lập dự án, thẩm định và ký hợp đồng xây lắp trọn gói đối với toàn bộ gói thầu trên không đúng quy định. Được biết chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn. Năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông giao gần 35 hectare đất tại xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận làm dự án cụm công nghiệp Quảng Tâm. Đến năm 2020, dự án vẫn dậm chân tại chỗ, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thu hồi lại đất và giao về địa phương quản lý. Mặc dù trên giấy tờ thì thu hồi, nhưng thực tế trong khoảng thời gian được giao dự án, chủ đầu tư đã không quản lý đất được giao chặt chẽ, dẫn đến bị người dân lấn chiếm phần lớn diện tích. Theo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tâm, tổng diện tích bị lấn chiếm là hơn 33 hectare. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận vừa có thông báo gửi một số doanh nghiệp về việc mời quan tâm tài trợ ý tưởng lập quy hoạch phân khu xây dựng khu vực sân bay Thành Sơn. Theo Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận, khu vực sân bay Thành Sơn sẽ nằm trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm, huyện Ninh Hải và huyện Bắc Ái. Cụ thể, khu vực sân bay Thành Sơn sẽ có diện tích gần 4.500 ha với tính chất là khu đô thị mới và chỉnh trang đô thị. Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Tổng công ty Techco Hà Nội với số tiền 90 triệu đồng. Theo chính quyền địa phương, công ty này là chủ đầu tư dự án khu dịch vụ thương mại và chung cư Techco Diamond. Mặc dù dự án chưa được nghiệm thu nhưng chủ đầu tư đã bàn giao căn hộ cho người dân vào ở. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết hiện nay hoạt động khai thác nạo vét kết hợp thu hồi khoáng sản là cát xây dựng tại lòng sông suối, hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh còn xảy ra nhiều vi phạm, chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành thanh tra toàn diện các tổ chức cá nhân đang hoạt động khai thác cát trên địa bàn. Được biết huyện Lâm Đồng có 99 giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan chức năng cấp phép còn hiệu lực. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh vừa chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức đảng có liên quan thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm pháp luật. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với 3 đảng viên do vi phạm quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cụ thể, các đảng viên vi phạm gồm ông Phạm Ngọc Dũng, ông Nguyễn Quý Thịnh và ông Hoàng Đình Sơn cùng thuộc Sở Y tế Quảng Ninh.